Kính thưa các bạn đồng viên thân hợi, 1971 đến từ mọi miền tổ quốc đã trở về với thành phố Phú Yên của chúng tôi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép tôi xin được thay mặt cho thân hợi 1971 xứ trà xin được gửi những lời chúc, lời chào đến toàn thể quý vị và chúc cho các bạn thân hợi 1971 Phổ Yên đoàn kết, gắn bó và phát triển. Thưa quý vị, thưa các bạn thân mến, chúng ta cũng đã biết rằng dân ca quan họ Bắc Ninh là một kho tàng vô cùng quý báu của nền nghệ thuật dân gian Việt Nam. Nếu ta đặt ra một câu hỏi là quan họ Bắc Ninh có từ bao giờ, thì cho đến nay chưa có một chương trình nghiên cứu nào đến với cái câu trả lời đấy, mà người ta chỉ biết rằng đã nhiều năm rồi những con sông xanh thắm của vùng châu thổ Trù Phú với những chân đê, với những đôi bờ hội hè và hàng trăm làn điệu cứ vang mãi. Trong suốt những ngày vui, quê hương của chúng ta, một vùng đất ngàn năm văn hiến, sống chất thơ và lòng đầy mến khách, quê hương của những liền anh liền chị, nơi đã xuất hiện ra những làn điệu dân ca quan họ mượt mà tha thiết của những người con trai con gái đẹp nét đẹp người, đẹp cả lời ăn tiếng nói. Họ yêu nhau vì nghĩa, mến nhau vì tình, xây nhau qua những điệu hát câu hò để ai ai cũng đem lòng thương nhớ. Và để nối tiếp chương trình giao lưu văn ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng hướng về sân khấu qua ca khúc được mang tên Chầu Mong Quan Họ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà thương người.